hai các bạn ha. Hiện tại mình đang đứng trên cái trục đường Võ Văn Điều các bạn ha, đường Võ Văn Điều giao nhau với quốc lộ 22 ha. Hướng này là mình đi về thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây, theo hướng tay trái mình đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đây, lên Tây Ninh nha các bạn. Đi Tây Ninh, trảng bàn Tây Ninh ha. Bên phải lên trảng bàn Tây Ninh. Rồi, đây là cổng Nhân Hóa nè. Đây mình xin mời các bạn theo chân của mình ha. Để đi review một cái lô đất mặt tiền đường Võ Văn Điều này luôn các bạn ha. Mặt tiền đường Võ Văn Điều này là lộ giới 20m nha các bạn nha. 20m. À, đây cũng buôn bán sầm uất luôn các bạn ha. Rồi, xin mời các bạn theo chân mình ha. Chúng ta sẽ đi đến cái lô đất để mà review cái lô đất chính chủ gửi mình ha. Mặt tiền đường Võ Văn Điều này luôn nha các bạn nha. Rồi, xin mời các bạn. Thì cái lô đất này mình cũng xin nói sơ qua vài nét. Nó là mặt tiền đường Võ Văn Điều, lộ giới 20m, mỗi bên 10m, cách quốc lộ 22 tầm khoảng 2km các bạn ha. Thì cái đường Võ Văn Điều này là khúc ở ngoài Phước Thạnh này là người ta chưa có mở rộng nha các bạn nha. Và chút nữa là đi vào cái hướng trung lập là người ta đã mở rộng rồi, mở rộng rất rộng. Dân cư tập trung cũng rất đông. Thì cái lô đất chính chủ gửi mình hôm nay nó có diện tích là ha, thì cái vị diện tích của lô đất là ngang 5 và 36, nở hậu là 5m01 các bạn ha. 5m01, tổng diện tích 180m2 ha. Thổ cư 150m2 các bạn ha. 150m2 nằm kế một cái sân banh luôn các bạn ha. Nằm kế sân banh, nằm kế cái sân banh. Thì lô đất này nó có thổ cư sẵn rồi các bạn. Giờ các bạn chỉ có về là tự do xây dựng thôi ha. Tự do xây dựng thôi. Thổ cư hết đất rồi. Đường khúc này thì nó hơi nhỏ với khúc trong kia trong trung lập với giáp trung lập thì nó lớn lắm các bạn ha. Chút nữa mình sẽ dắt các bạn đi luôn, đi thông ra đó luôn. Có cái sân banh ở đây. Đây. Tới lô đất rồi các bạn ha. Tới lô đất rồi. Kế bên sân banh nè các bạn. Cây cối lên nhiều quá. Chứ tới lô đất rồi các bạn ha. Đây. Từ miếng này qua tới bên kia có rào luôn nha các bạn nha. Đây dân cư xung quanh, để mình quay xung quanh cho các bạn xem ha. Dân cư xung quanh nè. Hướng này thì mình đi ra quốc lộ 22. Hướng này mình đi ra quốc lộ 22 nè. Đó. Hướng này mình đi ra tỉnh lộ 2 nè các bạn ha. Tỉnh lộ 2. Dân cư tập trung rất đông các bạn ha. Có đèn chiếu sáng luôn ha. Rồi, để mình bước vô lô đất cho các bạn xem ha. Đối diện có quán cà phê nha các bạn nha. Đối diện quán cà phê. Đây. Ở đây là cái sân bóng chuyền mini các bạn ha. Hôm nay dịch thì người ta không có đánh. Đó cho nên là ngay đây các bạn ha. Ranh lô đất nè. Có xe ranh hẳn hèo, hẳn hòi các bạn ha. Từ miếng tường ha, ra tới đây. 5m. Dài xuống tới dưới đó các bạn ha, 36. Đây, bước vô lô đất cho các bạn xem ha. Đây, dài xuống tới dưới sao luôn. 36 các bạn ha, 36m, nó xuống đụng dưới bức tường dưới luôn, có xây tường hẳn ngồi hết rồi ha. Thổ cư full. Chính chủ gửi ha các bạn ha, là 1 tỷ 6 nha các bạn nha. 1 tỷ 6. Thổ cư 150m. Đường Võ Văn Điều lộ giới 20m nha các bạn nha. Rồi. Xin mời các bạn là xem sổ của lô đất với lại quy hoạch của lô đất nha các bạn nha. Đó. Các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây các bạn ha. Đây là sổ của lô đất nè. Đó. Mặt tiền Võ Văn Điều nè các bạn ha. Ngang 5, nở hậu 5m01. Đó, dài một cạnh 36, một cạnh 34.87 là gần 35 đó các bạn ha. Thửa 1006 nè, 1006. Đây thửa 1006 tổng đồ số 4 xã Phước Thạnh, tổng diện tích 175m2, đất trồng cây hàng năm khác các bạn ha. Thì ở đây mình nè chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác thành đất ở nông thôn, diện tích 150,5m2 ha.
Đó thì mình nôm na là 150 m đi các bạn ha. Đó 150 m thổ cư. Đó quy hoạch nè. Bạn xem. 1006 ha. ONT là ở nông thôn. Đó, màu đen ba sọc là đất ở kết hợp sản xuất nha các bạn nha. Đất ở kết hợp sản xuất. Lô đất này là quy hoạch đất ở kết hợp sản xuất nha các bạn nha. Đó. Đây, đất ở kết hợp sản xuất. Đó. Rồi. Mình xin mời các bạn tiếp tục đi thông đường Võ Văn Điều để chúng ta ra cái đường tỉnh lộ 2, tỉnh lộ 7 các bạn ha. Rồi xin mời các bạn ha. Chiều đường hai chiều, công ty rất nhiều luôn các bạn ha. Công ty tập trung cũng đông lắm. Đây các bạn xem đó, thấy không? Hồi nãy là một cái xe 7 chỗ của mình với một cái xe 7 chỗ nữa, chạy là cực khó. Khúc trong này một chiếc xe tải 58 tấn với lại xe mình đi vô tư. Đây các bạn thấy không? Và nhìn các bạn cũng thấy được, thấy không? Đường hai chiều luôn, thấy không? Rất rộng. Đây nhà xưởng này, thấy không? Giai đoạn 1 nghĩa chắc giai đoạn 1 làm rồi, còn giai đoạn 2 thông ra tới quốc lộ 22 sao chưa thấy làm. Chưa thấy các bạn ha. Chứ mà nếu như mà mở đường giống như thế này là cũng rất đẹp. Đường rất đường xá rất rộng các bạn ha. Này thì dân hơi thưa chứ bạn, dân hơi thưa. Hơi thưa dân chứ. Bắt đầu qua cầu này nè, vô dân tập trung đông lại. Xa xa kia là một cái xưởng nữa các bạn. Đây là mình vô tới tỉnh lộ 2 này nha các bạn nha. Điểm giao giữa Võ Văn Điều với tỉnh lộ 2. Bóp kèn qua luôn. Đèn xanh mà. Đó, đây các bạn nha, tỉnh lộ 2. Rồi, chúng ta tiếp tục đi Võ Văn Điều nữa, chúng ta sẽ ra tỉnh lộ 7. Các bạn không? Tiếp tục đi trên đoạn đường Võ Văn Điều này nữa, chúng ta sẽ ra nút giao với lại tỉnh lộ 7. Và mình xin kết thúc cái clip ngay chỗ cái nút giao tỉnh lộ 7 nha các bạn nha. Khúc trong trung lập này thì các bạn thấy không, rất lớn, đường xá lớn, mở rộng hết. Khúc ngoài Phước Thạnh chưa mở rồi, kỳ quá, không biết chừng nào làm, chắc làm tới đó hết tiền. Hết kinh phí. Các bạn thấy không? Hai chiều xe chạy vi vu, mặt nhựa hơn 10 m. Võ Văn Điều này thì theo như mình khảo sát mình thấy các bạn, dân cư họ chưa có tập trung đông nha các bạn nha, còn rất là thưa thớt, dân cư thưa thớt. Đường thì đẹp mà dân cư thì thưa thớt.
khúc trong trung lập này cũng vậy, cũng chưa có dân đông, đa số là người dân họ còn trồng lúa các bạn. Quy hoạch khu dân cư mà để trồng lúa các bạn nha, các bạn biết là Củ Chi là đất còn rộng tới cỡ nào. Tới đây chúng ta ra tới cái nút giao với tỉnh lộ 7. Mình xin kết thúc clip ở đây nha các bạn nha. Cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip ha. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ chủ kênh, có thêm nhiều động lực quay thêm nhiều clip mới để gửi đến các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nha các bạn. Đây, nút giao đây là nút giao với tỉnh lộ 7 nè các bạn ha. Đây, tỉnh lộ 7. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi ha.